Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video làm giới thiệu của bạn tham gia một chương trình này góp nhận 20 triệu token Resist. Để tham gia hôm nay các bạn cần link phần link mô tả dưới video mình mở cái link form ra các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram group nữa nè. Rồi, các bạn join vào nha các bạn. Các bạn lưu ý các bạn join vào bot thì các bạn chờ lướt captcha chút xíu nha các bạn. Sao mình không thấy captcha các bạn? Để mình chờ chút xíu nha các bạn. Rồi, nếu các bạn xôn xao không thấy cấp tra của tên của mình thì các bạn bấm vào I am Rodbot nha các bạn. Sao mình không thấy tên của mình ta? Không biết mình đã xôn xao chưa các bạn. Khoan các bạn, để mình chờ chút xíu có cái tên mình chưa nha các bạn. Rồi, các bạn, mình đã xôn rồi nè các bạn. Here one nè. It's here. Khoan các bạn ơi, các bạn ơi. Rồi, các bạn cứ xôn xao, các bạn bấm I am Rodbot các bạn. Rồi, các bạn bắt đắp lên nè. Ơi, khoan, để mình chạy lên cái phong mình nãy các bạn. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh Seller nữa nè. Rồi, các bạn join sao các bạn? Rồi, các bạn mới đắp lên nè. Rồi, các bạn mở lên phong, các bạn follow tụi Twitter nữa nè. Rồi, các bạn theo dõi, các bạn mới đắp lên nè. Rồi, các bạn tiếp tục, các bạn retweet cái bài viết của nó Messenger nè. Các bạn like nè. Các bạn chỉ chẳng cho tôi quyết đi các bạn. Và ba các bạn đã có hát tát chứ không bạn. Các bạn copy hát tát này nha bạn. Rồi các bạn chỉ chẳng cho tôi quyết nè. Bạn dán vào đây nè. Đăng bó này đi. Rồi các bạn tôi quyết để giúp mình nha bạn. Sau khi tôi quyết xong thì các bạn bắt đắp lỡ link form giúp mình nè. Đâu rồi ta. Rồi tiếp tục bằng điện lỡ username Telegram các bạn đã xôn xào nha bạn. Tiếp tục các bạn điền lên username tại Twitter của tất cả các bạn đã follow dán này. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain BS20, các bạn dùng địa chỉ trên ví chocolate hoặc là MetaMask các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ rồi các bạn bắt lại đây nè các bạn. Đây là dự án không có ghép nha các bạn. Rồi các bạn bấm gửi là xong. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 20 triệu token RIPS SS đến đây em kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.